chúng tôi sẽ hướng dẫn tiếp ở trong cái phần khách hàng này thì có một số cái cái cái, cái, cái à, khách hàng có khá nhiều các cái khách hàng chúng ta này có một số khách hàng một số đơn vị đi đúng không? vị theo dõi công nợ theo từng hóa đơn À, điều này à, <laughs> là liên quan đến cái vấn đề là cụ thể chúng ta thu tiền cho cái hóa đơn nào và cái hóa đơn đấy đã được thanh toán bao nhiêu và còn lại bao nhiêu tiền à, như vậy thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ liên quan đến cái vấn đề là lập những cái chứng từ phiếu thu tiền hoặc là cái phiếu thu tiền ngân hàng nó sẽ à, nó sẽ được theo dõi chi tiết từng cái hóa đơn mà mình xuất ra cho khách hàng ở đây chúng ta ở trong cái phần bán hàng này các bạn nhìn thấy là ở trong cái bình thường ở đây cái phiếu thu tiền mặt nhé các bạn nhìn thấy ở đây có phiếu thu tiền mặt đúng không ok đúng không nhưng mà ở cái phần này trong cái phần bán hàng này nó có một cái phiếu thu tiền mặt và cái phiếu thu này nó đi kèm với cái báo cáo chi tiết công nợ khách hàng chi tiết chi tiết thu nợ khách hàng theo hóa đơn cái này bình thường thế này nó không lên đâu. Không lên số liệu đâu vì các bạn không theo dõi theo cái này nhưng mà khi các bạn lập một cái phiếu thu cho một cái hóa đơn nào đấy thì nó sẽ hiện lên trong cái báo cáo này. Bây giờ các bạn nhìn thấy là trắng tinh đúng không? Thế thì ví dụ bây giờ chúng ta lập một cái chứng từ thu tiền cho một cái hóa đơn mà chúng ta đã lập sẵn, chúng ta chọn chuyển khoản chẳng hạn. Đây chúng ta chọn công ty này. Thế thì chúng ta rõ ràng chúng ta phải chọn cái đối tượng là đối tượng chúng ta thu của đối tượng nào? Đây rõ ràng cái thu các bạn biết là thu của đối tượng nào đúng không? Chúng ta chọn hóa đơn này. Thì nó sẽ hiện lên cái hóa đơn lập trước đấy cho các bạn. Là cái hóa đơn này là 176 triệu. Chúng ta chọn tích vào cái hóa đơn này, chúng ta chọn đồng ý. Thì đây là số phải thu, số phải thu tiền quy đổi là nó đang hiện tại đang sử dụng cái đơn vị tính lại tiền là Việt Nam đồng nên là cái tỷ giá các bạn không cần bận tâm cái này, cái số tiền phải thu và nếu như người ta chuyển cho mình đúng 176 triệu thì ngon quá chả phải chả phải theo dõi không nợ đúng không nhưng mà ở đây vấn đề nằm ở chỗ là họ chỉ chuyển cho mình có 100 100 triệu thôi ví dụ thế thì các bạn nhìn thấy bên này này nếu như cái này là dịch vụ thì các bạn không liên quan đến cái giảm trừ hàng hóa hoặc là trong trường hợp mà nếu mà giảm trừ cái này thì các bạn nhìn thấy là À, giảm trừ hàng hóa thì có thì chúng ta đưa vào để nó giảm trừ cái tiền đấy đi và giảm trừ cũng nợ nhưng mà ở đây trên cái phần hạch toán này nó đã được tự động hạch toán là 112 có 131 và nó sẽ lập cái chứng từ này thành là cái chứng từ ủy nhiệm chi của ngân hàng đấy. Thế thì cái 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 thu tiền này thì các bạn lưu ý là à, cái chỗ này là chỉ cái 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 phiếu thu tiền ngân hàng đấy. cái số phiếu thu và cái giấy báo ngân hàng nhé ở đây chúng ta sau khi chúng ta chọn xong thì chúng ta lưu lại chi tiết ngân hàng úi giời ơi đúng rồi đúng không Ủa, nộp vào tài khoản này đi tài khoản ngân hàng này đi đúng không lưu đi thì đối với tài khoản 112 bắt buộc các bạn phải vào cái tài khoản ngân hàng để theo dõi rõ ràng là khách hàng chuyển cho các bạn về tài khoản của ngân hàng nào các bạn cái này phải biết để sau này khi các bạn xem cái sổ tài khoản 112 cho cụ thể từng tài khoản ngân hàng thì các bạn sẽ biết được là cái khoản tiền đấy nó chạy vào tài khoản nào và số dư trên từng tài khoản ngân hàng nó cũng cụ thể cho các bạn sau khi chúng ta lập một cái như này rồi thì chúng ta quay lại nhìn cái báo cáo thì chúng ta sẽ biết được là à, cái ông này nhá chúng ta chọn cái ông này đi tích vào đây chọn khoảng thời gian là năm nay đúng không chúng ta chọn đồng ý thì các bạn ấy nhìn thấy này cái chứng từ nó rõ ràng thế này, này. À, số ngày hóa đơn số hóa đơn rất là cụ thể này rồi số tài khoản ngân hàng này đây thu của cái 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 này à, chuyển tiền về tài khoản ngân hàng này. Giờ là ngày chúng ta lập phiếu thu này, số phiếu thu bao nhiêu này, loại chứng từ là thu tiền khách hàng này. Ở đây là số phải thu 176 triệu và chúng ta đã số đã thu là 100 triệu và còn dư là 76 triệu chưa thu. Như vậy là các bạn đã biết được cách thức để làm một cái phiếu thu mà thu tiền theo dõi công nợ theo hóa đơn đấy nó rất là rõ ràng cho các bạn nhé chúng ta sẽ đi tiếp một cái phần nữa là phần à, trả tiền theo hóa đơn sau ở cái video tiếp theo